Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ hệ thống mặt tầng VNTV và vẫn đang xem chương trình điểm tin của buổi sáng ngày thứ ba. Và chúng tôi cũng xin phép quay trở lại những phần điểm tin còn lại trong ngày. Thưa quý vị, bây giờ sang một tin Việt Nam. Mà chỉ có chuyện này xảy ra Việt Nam mà thôi, không có ở nước nào khác. Thưa quý vị, một anh công an một anh leo vào nhà một cô nữ phó bí thư đoàn, một người rất là đẹp, phải nói trong hình ảnh đẹp lắm, tên là bà Nghiêm Thùy Trang, chắc cũng khoảng chừng 30, hơn 30 tuổi thôi. Thì ông này leo vào cái phòng bà này làm chuyện gì thì không ai biết. Chúng ta thấy hình người đẹp thế này mà ai mà không có rung động được, nhất là mấy ông công an trẻ. Thì chồng bà về bất ngờ gái, thì anh chàng kia vội vàng leo ra cửa sổ tính chuồn xuống tầng dưới, không ngờ tuột tay rồi không chết. Và sau khi chết rồi đó, thì ở tỉnh Thái Nguyên đó, ta sổ tin đó là cấm không được phát tán tin này ra, ai phát tán tin ra bị phạt, sẽ bị xử lý hành chính vì tội là bôi nhọ làm xấu hình ảnh của đoàn. Một số người khác thì nói là hồi này những hình ảnh mà xấu xa của các đoàn viên bị bêu rếu trên mạng quá nhiều, cho nên bây giờ yêu cầu dân chúng không có được bêu rếu công an nữa. Mặc dù chuyện xảy ra có người nào mà nhảy vào phòng người khác mà ra tụt tay rơi xuống thì đó là cái chuyện nữa là lỗi ở quần chúng chứ không phải lỗi của công an này. Thưa quý vị, đây là một chuyện xảy ra ở Việt Nam mà thôi. Thì bây giờ cái bà này bây giờ rút ra khỏi trang mạng và xin cáo bệnh không nghỉ không đến qua làm việc. Chắc chắn cuộc đời bà này sẽ đi đến cái chỗ mà không có đẹp tốt đẹp như là hình dáng của bà đâu. Và chúng tôi quay qua cập nhật về cái bản tin khi mà cho thấy rằng là Hoa Kỳ cũng đã bỏ về cái vấn đề xét nghiệm COVID-19 đối với những du khách. Nhưng mà chúng tôi cập nhật thêm một số điều cần biết khi mà đối với những người không phải là công dân Hoa Kỳ. Thì Chủ nhật vừa qua là ngày 12 tháng 6 thì bắt đầu 12 giờ 1 phút sáng thì chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã bỏ đòi hỏi về những cái người du khách phải chứng minh cái kết quả thử nghiệm âm tính trước khi bước vào Hoa Kỳ. Thì Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết rằng là cũng đã lên tiếng xác nhận về cái thay đổi này và chích ngừa vaccine rộng rãi, những cái biện pháp chữa trị cũng như là cái tỷ lệ chích vaccine cao giúp cho Hoa Kỳ có nguy cơ giảm những ca nhiễm nặng và gây ra tình trạng tử vong. Và những cái điều mà du khách khi đến Hoa Kỳ, nếu mà chúng ta có người thân thì cần phải lưu ý. Cái vấn đề khi được hỏi rằng cái yêu cầu xét nghiệm trước khi bay đến Hoa Kỳ có được dỡ bỏ hay không? Và cái yêu cầu này cũng đã được dỡ bỏ vào ngày 12 tháng 6 vừa rồi vào lúc 12 giờ 1 phút. Và những cái chuyến bay mà đáp xuống Hoa Kỳ từ một quốc gia khác sẽ không có cần đưa ra cái kết quả xét nghiệm âm tính đối với hoặc là giấy chứng nhận xét nghiệm COVID trong vòng 90 ngày nữa. Nhưng mà trước đó thì vẫn còn. Và đây có phải là cái quyết định cuối cùng hay là không? Thì đây không phải là cái quyết định cuối cùng và có thể là sẽ thay đổi khi mà CDC cho biết rằng là sẽ tiếp tục đánh giá về những cái tình hình dịch mới nhất và đánh giá là yêu cầu xét nghiệm nếu mà tình huống có thay đổi. Thì chúng ta lưu ý. Và những người ngoại quốc đến Hoa Kỳ có phải cần chích ngừa hay không? Và câu trả lời sẽ là có. Và đây chỉ là quy định đối với những người ngoại quốc và sẽ không có gì thay đổi hết. Và những khách du lịch trên 18 tuổi không phải là công dân Hoa Kỳ, không phải là người thường trú hợp pháp hoặc là những người di dân thì bắt buộc phải chích đủ liều vaccine khi mà đến Hoa Kỳ. Và ít có trường hợp sẽ được miễn, những trẻ em từ 17 tuổi trở xuống thì sẽ không bắt buộc về cái vấn đề chích ngừa. Và đối với những người Hoa Kỳ mà chưa có chích ngừa thì như thế nào? Và cái vấn đề mà khi dỡ bỏ cái quy định này áp dụng đối với tất cả mọi người đã bị yêu cầu phải đưa ra cái kết quả xét nghiệm âm tính và yêu cầu chích ngừa khi nhập cảnh Hoa Kỳ sẽ không áp dụng đối với công dân Hoa Kỳ. Thì nếu mà chúng ta là công dân thì chúng ta có thể đi du lịch xong rồi chúng ta về không có cần phải trình ra một cái giấy gì hết. Và CDC có đề nghị gì cho khách du lịch? Thì nếu mà là du khách thì nên thử nghiệm trước khi mà bay đến Hoa Kỳ. Và càng gần ngày lên máy bay thì càng tốt, nhưng không sớm hơn 3 ngày, lưu ý cái vấn đề đó. Và du khách cũng nên theo dõi kết quả xét nghiệm trước và sau khi đi du lịch, cũng như là sau khi mà đã tiếp xúc với những người đã nhiễm COVID-19, cũng như đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng.
Và câu hỏi cuối cùng cho thấy rằng là có thay đổi áp dụng đối với những người nhập cảnh bằng đường bộ, bằng đường biên giới và đường biển hay là không? Thì đây là không có quy định. Và cái quy định này chỉ áp dụng đối với những người nào đi máy bay thôi. Thì nhập cảnh bằng đường bộ và đường biển không cần xét nghiệm COVID-19. Những người không phải là công dân Hoa Kỳ và 18 tuổi trở lên thì phải bắt buộc chích ngừa đầy đủ. Thì chúng ta lưu ý về cái vấn đề này. Thưa quý vị, trở lại tiếng Việt Nam một chút xíu, thì chúng ta biết là gần đây một mưa lớn làm cho Hà Nội ngập lụt. Và từ cái vụ ngập lụt này chúng tôi thấy có hai cái vấn đề nêu ra. Thứ nhất là những cái ngôn từ của mấy người báo Cộng sản viết thì tôi chẳng hiểu gì cả. Tức là Hà Nội ngập đô thị, ngập úng diện rộng, chả hiểu ngập úng diện rộng là gì, chỉ biết là nước tràn ngập vào thành phố Hà Nội khiến nhiều xe bị ngập. Nhưng mà có một điều là có một vài cái biện pháp giải quyết của những người mà lãnh đạo về vấn đề giao thông cũng như là cầu cống á, thì họ có cái đề xuất rất là hay. Họ nói thứ nhất là lấy sân trường học, sân vận động đào lỗ xuống thành những cái hồ chứa nước. Một khi mưa lớn xuống thì nước sẽ trôi xuống, tức là bây giờ phá luôn sân vận động biến thành một cái hồ chứa nước. Cũng như là sân trường học, sân vận động hay là chỗ nào mà đất trống thì ông chính quyền cứ việc đào lỗ xuống là làm thành cái hồ. Khi nào mà nước mưa xuống thì nó trôi vào đó thì sẽ không bị ngập lụt. Đó là một cái sáng kiến rất là hay, độc đáo của những người mà Cộng sản Việt Nam. Cũng như trước đây có ông bà kia, bà bộ trưởng không nhớ tên, bà nói là muốn chống lụt á thì quý vị mỗi trong nhà dùng một cái lu để sẵn, khi nào nước lụt đó thì múc nước ở lụt đổ vào lu thì chúng ta sẽ hết ngập lụt. Vì sao người ta gọi là bà lu chống lụt đó, bà đã được nổi danh, có lẽ được giải Nobel tại vì cái sáng kiến của bà rất là hay. Hai người có sáng kiến, thứ nhất là bà dùng lu chống lụt, và thứ hai là lấy sân trường học ở sân vận động đào lỗ xuống để cho nước có thoát đi. Thật sự là khâm phục những người đầu óc vĩ đại của nhà nước Việt Nam. Và tại tiểu bang California, một trong những cái bản tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị, có sự biểu tình cả hàng ngàn người khắp toàn phía Nam luôn vào tuần rồi để mà phản đối về cái vấn đề mà bạo lực về súng đạn. Thì đây tại thành phố Los Angeles và ở Crown Park, Harvey Milk Park ở Long Beach cũng như Man Beach ở Laguna Beach, thì những người biểu tình đã dương những cái khẩu hiệu về ở cái thương xá Galleria Art Tyler ở Riverside và Pasadena City College để mà đọc, và ngay cả cầu tàu Manhattan Beach luôn, để mà phản đối vấn đề này. Và những người này nói rằng là cô cho biết là việc đầu tiên cô sẽ làm là đến trường tìm lối thoát và nấu an toàn khi mà cái vấn đề tình trạng mà súng đạn đang xảy ra rất là nhiều, và rất nhiều người biểu tình đã tụ tập và mặc áo xám hoặc một cam tươi và giơ cao một cái bảng hiệu mà họ đã tự làm ghi tên là 19 học sinh cũng như là 2 giáo viên đã thiệt mạng trong cái vụ xả súng tại trường tiểu học ở Uvalde, Texas vừa rồi. Và có một số chính khách cụ thể cũng đã bị yêu cầu hoặc lên án về cái Hiệp hội Súng trường Quốc gia, và họ nói lên rằng cái nỗi lo sợ rất là nhiều như vậy. Và họ một cách biểu tình rất là ôn hòa, nhiều tiếng đồng hồ, và bất chấp là cái trời nắng hôm đó rất là gắt. Và có như hầu hết là tất cả mọi người đều ủng hộ cho cái vấn đề mà biểu tình về súng đạn này. Và đây là một trong những cái cuộc tuần hành về ở phía Nam California để mà hưởng ứng cái cuộc biểu tình tuần hành vì mạng sống của chúng ta đang diễn ra khắp toàn Hoa Kỳ, để yêu cầu của Quốc hội rằng là phải cố gắng ngăn chặn cái nạn bạo lực súng đạn thêm nữa. Thì hiện tại thì theo những cái tổ chức của phong trào nói rằng là sẽ có khoảng là 450 cái cuộc tuần hành diễn ra trong toàn quốc luôn, và sự kiện chính được diễn ra tại thủ đô Washington DC, thì có khoảng 40.000 người tham dự về cái vấn đề biểu tình. Còn tại phía Nam California thì rất là nhiều mà không thấy được cái con số, nên chúng tôi không có cập nhật cho quý vị được. Thưa quý vị, một cái tin hồi hộp là vấn đề là có một người đó chuyên môn đánh cắp cho các hộp thư, xong rồi lấy lý lịch và lấy thẻ mà credit rồi tất cả những chi phiếu và những thông tin nhận dạng cá nhân khác để mà làm lợi cho mình. Thì tới đây cái vấn đề này hơi thắc mắc, tức là tháng 5 năm 20 bị bắt hai lần. Lần thứ nhất bị bắt sở hữu 300 cái thư bị đánh cắp,
Xong rồi không biết sao lại không giam giữ anh này, và vài ngày sau anh ta bị bắt lần thứ hai với một cái túi thư lớn. Đó, hiểu chắc là lần trước anh ta nộp tiền bảo lãnh hay như thế nào đó không biết, và chỉ vài ngày sau lại bắt gấp, thì cái tên này phải nói là quá đáng rồi. Mới có 28 tuổi bây giờ ở hạt Contra Costa bị 4 năm tù giam vì tội gian lận đánh cắp thư của người khác cũng như là sở hữu tất cả thứ đánh cắp, rồi còn là lấy danh tính người ta để mua xe mà mua nhà và sống hoang phí. Thưa quý vị, anh ta đã mua cái xe Hyundai cho có 55.000 thôi và làm đơn xin thẻ xã hội rồi nhiều thứ khác linh tinh khác để cho giúp những người khác gian lận khác vấn đề thẻ và xã hội rồi nhiều thứ khác. Đây là một cái vấn đề rất là nguy hiểm mà chúng ta là người mà vẫn dùng sử dụng thư hàng ngày, bây giờ có những kẻ ăn cắp thư của chúng ta thì nhiều khi thiệt hại rất là nhiều. Thưa quý vị, và bản tin mà chúng tôi cập nhật về cái vấn đề mà khi mà cái thời kỳ đang lạm phát đang diễn ra như vậy, thì theo như nghiên cứu thì cho khoảng là 1.000 người thì cho thấy rằng là những người dân Hoa Kỳ họ phải chi thêm là khoảng 500 Mỹ kim cho mỗi tháng so với một năm trước đó. Thì cái khảo sát này cho thấy rằng là đây là một trong những cái tác động rất là nghiêm trọng đến những cái vấn đề mà những cái gia đình mà họ muốn mua nhà hoặc là có kế hoạch mà nghỉ hưu sớm. Theo như cái đánh giá cho thấy rằng là có khoảng 90% là có những người này là họ rất là lo ngại về cái vấn đề khả năng lạm phát, cũng như là lo ngại về cái vấn đề biến động thị trường chứng khoán, lãi suất rất tăng, cũng như về suy thoái nền kinh tế cũng đang diễn ra. Thì nếu mà để theo kịp về cái tốc độ mà biến động về giá cả, thì những cái người mua nhà muốn trong mua trong cái thời gian sắp tới này phải họ phải coi như là cân đối về cái ngân sách, cái chi tiêu trong gia đình của mình rất rất là nhiều. Theo như một cái người kinh tế gia cho biết rằng là những cái người săn nhà hiện tại đang tìm kiếm một cái căn nhà rẻ hơn khoảng 40.000 so với cái thời điểm trước đó rất là nhiều. Chứ không phải là cho cái thời điểm trước giống như là bản tin mà chú Tiến hay nói rằng là chúng ta phải ngồi đó trả giá phải cao hơn để có thể lấy được cái căn nhà đó. Nhưng mà cái thời gian lạm phát này thì cái vấn đề đó thì người ta cũng đang cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều. Và cũng như là một cái người phó chủ tịch phụ trách về cái về cái dịch vụ đầu tư cũng đã cho biết rằng là người tiêu dùng có một cái lời khuyên là người tiêu dùng nên lập ra một cái về cái vấn đề thu chi của mình, cũng như là những cái vấn đề sẽ tăng cái chi phí ảnh hưởng đến cái ngân sách tài chính hàng tháng và cái kế hoạch tài chính trong tháng của mình sử dụng, và về lâu và dài như vậy và sẽ về lâu và dài sẽ có những cái kế hoạch để mà cần ổn định tài chính. Thì chúng ta chỉ thấy rằng là cái vấn đề lạm phát đang diễn ra thì rất nhiều gia đình thì phải đang cùng vất vả và phải đối mặt với cái vấn đề thu chi hàng tháng như vậy. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi tin để mà cập nhật cho quý vị. Và tới đây thì chương trình Điểm Tin của buổi sáng ngày thứ ba của chúng tôi cũng đã chấm dứt. Phương Thảo và chú Tất Tiến xin kính chúc cho quý khán giả có một ngày thứ ba an lành. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.